Upset Ôi, Flash Basic. đang tập lại còn chỉnh đèn xong setup các kiểu nữa mọi người. Đây là bạn học viên mình nhá, thằng ấy chụp G5 dưới, nói chung là máy cao cấp xịn đét các kiểu rồi, xong đến bây giờ mới phát hiện ra là chưa có căn bản về ánh sáng. Anh em có thể tham khảo về ánh sáng hay cần những cái kiến thức gì về đánh sáng thì để dưới comment nhé, thì mình cùng trao đổi và mình sẽ share cho mọi người một số cái bài tập dễ dàng mọi người tự setup. Như ở đây mình setup cho bạn ấy tập này, chói mắt luôn, xem thử thành quả là em yêu. Cũng chưa kịp set chính xác, bắt đầu lên ven rồi này, bắt đầu có ánh sáng chính các kiểu rồi. Rồi xem lại mấy cái ảnh trước nữa đi, setup trước nữa đi. Đấy, còn bị lóa liếc các kiểu nhiều lắm, nhiều thứ dã man. Đấy, người đã từng cầm giờ 5 chụp rồi nha anh em.